cái cấu trúc của nó, hai là cái định vị trí khi mình cắt qua cái động mạch và tĩnh mạch mình sẽ xác định cái vị trí của cái thận. Và sau cái thận này để lên sâu nhất khi qua cái này mình cái bọc qua thì cái tủy nó sẽ bắt chéo qua cái ở phía trước qua động mạch tĩnh mạch, và đây là những cái phúc mạc nó phủ cái thận, cái thận hoàn toàn nằm sau phúc mạc, cái phúc mạc sau nó sẽ phủ cái thận, phủ nách thì toàn bộ các cơ quan như là tủy, tá tràng và thận, và hai tuyến động thận là các cơ quan nằm sau phúc mạc. Thì sau này mình sẽ thấy là những cái hạch mà nó nằm ở quanh cái động mạch chủ và tĩnh mạch thì như vậy là những cơ quan nằm sau phúc mạc. Đấy, về cấu trúc thì khi mình cắt ngang qua thì ở cái thận thì biết ta biết là cái cửa sổ xương, khi nói tới xương là cái cửa sổ xương để nhìn vào các cái cơ quan bên trong, thì cái cửa sổ xương của thận thì bên thận phải thận lộ một con gan nó rất âm tốt, mình có thể nhìn qua gan để vào thận, cho nên là bất cứ tất cả những cái cửa ở phía bên phải để mình nhìn vào thận rất là dễ dàng. Ở phía sau thì mình qua các cái cơ, các cơ của cái lưng, và đồng thời qua các rãnh từ sườn đây mình sẽ đi vào mình nhìn được, rãnh sườn từ đây mình nhìn xuống cái thận được. Như vậy là cái đối với cái thận phải mình khảo sát dễ vì nó nhờ cái cửa sổ xương chuẩn nó tốt, nhìn được cái thận phải. Còn ngược lại thận trái thì cái lách cũng tương tự như cái gan, nhưng mà cái lách này nhỏ, nó làm cái trước chân là cái việc mà dùng cái lách để làm cửa sổ nhìn cái thận thì nó bị hạn chế. Bên thận bên trái thì có hạn chế so với cả bên phải khi mà mình khảo sát cái thận. Và phía trước đây thì có dạ dày thì tương đối bất tiện thăm khám tất cả các cơ quan, nhất là tủy, mình đã học qua cái tủy rồi thì cái dạ dày và ruột thì nó sẽ bất tiện để mình nhìn. Thì đối với siêu âm thì bao giờ cũng vậy, mình có cái thuật ngữ là cửa sổ siêu âm. Cái cửa sổ âm nó sẽ quyết định cái việc mình nhìn vào bên trong, cũng như là trong một căn nhà mình, nhiều khi mình chỉ cần một vài lỗ mình nhìn hết cả cái cấu trúc trong nhà, không có nghĩa mình vào vào trong nhà. Thì trên siêu âm mình phải cố gắng là tạo cái cửa sổ siêu âm để nhìn vô. Và hai cái đối tượng mà mình sẽ mắc cản vào siêu âm đó là khí và xương. Khi mình chạy qua khí thì sẽ mất hình, khi đụng vào xương thì sẽ mất hình. Cho nên đối với siêu âm thì khí thường coi như là nó sẽ làm khó khăn cho vấn đề thăm khám. Và cái mình thăm khám tốt là mình nhìn qua các cơ, các mô mềm đồng nhất là dịch thì có thể nhìn thấu được bên trong. Nói về cấu trúc bên trong của thận thì quan trọng là thứ nhất là cái vỏ thận thì thường rất là trơn láng, cho nên cái ranh giới vỏ của thận thường rất là rõ. Để khi mình thấy cái vỏ mà nó không được rõ thì coi chừng nó có vấn đề, thì từ từ mình sẽ đi vào sau. Nhưng mà quan trọng bắt đầu mình đánh giá là cái vỏ thận thì bao giờ nó rất là trơn láng để cho một cái hình ảnh ranh giới của thận nó rõ. Khi mà vào cái chủ mô thận thì hai cái cấu trúc mình cần đánh giá đó là cái chủ mô thận này thì gồm có vỏ và tủy. Cùng tủy là cái hình tam giác, cái đáy nó quay ra ngoài và cái đỉnh nó hướng vào bên trong, và cái vỏ là cái vùng bao ngoài, đồng thời có những phần vỏ nó luồn sâu vào giữa hai cái tủy thận, hay người ta gọi là cột Purkin. Nó thì chú ý là cái cột Purkin này nó sẽ đồng nhất với cái vùng vỏ thận bên ngoài. Một khi nó không đồng nhất thì nhiều khi nó có vấn đề. Nên với cấu trúc của chủ mô thận thì hai cái hình ảnh mình cần chú ý là cái vỏ thận và có phần vỏ chui xuống dưới hai cái tháp thận gọi là cái cột Purkin, thì cái vỏ này sẽ đồng nhất. Thứ hai là cái vùng tủy thận thì bao giờ cũng vậy, nó có các cảm giác là hình tam giác đáy quay ra ngoài và đỉnh quay trong, và mỗi cái đỉnh như vậy là nó có cái đại thận nhỏ nó bao bọc, cái đại thận nhỏ thì sẽ đổ vùng cái hệ tiết niệu, là có đại thận và vào bể thận. Cái vùng vỏ thì quan trọng như vậy, thì thường ấy, thì cái vùng vỏ cho mình một cái echo nó dày, nó sáng, và cái vùng tủy ấy, thì nó cho mình cái echo kém, kém hơn, đó cái vùng kém hơn. Thì trong vỏ thận bình thường thì mình nhìn thấy đây, tôi xoay hình siêu âm để cho giống như cái thận mình nhìn từ đây vào, đây hình siêu âm sẽ nhìn vào đây, thì mình nhìn từ ngoài này vào thì sẽ là cái vỏ thận, sau đó vùng vỏ, tức là cái bao thận trong vùng vỏ, và xong đến vùng tủy echo kém. Và vào vùng trong này có những cột, như cái vùng này, cái vỏ nó cột vào đây là cột Purkin, nó lồn vào bên trong này thì nó làm xen kẽ giữa hai cái tháp thận. Và trong một cái trong cùng này mình thấy echo dày và đồng thời có những cái echo kém,
trong này thì echo dày là cái mô mỡ trong cái xoang thận, thì toàn bộ cái vùng dày là mà mình thấy nó không có rõ ràng cái này là cái xoang thận. Thì trong cái xoang thận này á, thì những cái phần dày là những cái phần mô mỡ và mô liên kết, và những cái đường ống đen này thì lẫn giữa các đài thận và mạch máu động mạch tĩnh mạch nó xen trong đó, cho nên thường nó không có đồng nhất, dày nó không đồng nhất trong mạch đó. Và bình thường như vậy những cái đài thận nó không, thường thường là nó không đủ hiệu ứng hình ảnh cho nên mình không nhìn thấy nó rõ. Khi mà nó bị giãn để đủ để ghi hình thì mình sẽ thấy cái echo trống của cái rõ ràng hơn và có cấu trúc giống như những cái đài thận hay là cái bể thận, nếu có thì sẽ cái thận sẽ giãn hay là gọi là thận ứ nước. Thì xong từ từ mình sẽ tính. Và cái phần mình thấy là vào đây mình nhìn đây rồi chỗ này đến đây nó hết một đoạn đây nó trắng vào thì đây là vùng rốn thận. Mình cắt ở đây cái đi qua đây thì vùng này là vùng vỏ cho nên còn đen đến đây. Vùng này là mình qua chỗ này là vùng cái bể thận với cả cái xoang thận nó đổ ra thì nó sẽ bị khuyết giống như một hình nóng ngược. Rồi sau đó cái chủ mô thận tiếp thì mình quẹt xuống dưới này. Thì đây là cái thận bên phải thì mình nhìn vào thì tôi xoay thì người xưa mình trên này xuống thì mình xoay thì mình hiểu từ đây mình đi vào trong cái cấu trúc thì khi mình khảo sát cái thận phải. Đó, ngược lại khi cái thận trái cũng vậy, mình đi từ ngoài vào thì cái vỏ thận sẽ đồng nhất như này. Và ở đây mình không rõ cái tình rõ không rõ lắm, nhưng mà vì là ở đây tình trạng đây mình thấy cái bể thận nó giãn, cho nên chính vì nhiều khi cái bể thận nó giãn mà làm cho nó bị phù nề, mình không rõ cái cấu trúc tủy vỏ không rõ. Như đây một cái can thế, cái đây vùng vỏ nhưng mà vỏ tủy không rõ, và đây là cái bể thận nó giãn. Nó mình thấy chỗ này nó bị giãn qua một bên, mỡ giãn qua bên và cái vô kẽ nó chiếm chỗ này và hình thái nó giống như là cái vùng bể thận nó để đổ ra. Đó thì cái này móng người như này thì giống như này, và bể thận khi nó giãn mình sẽ nhìn thấy nó như này. Đấy là về hình ảnh của cái siêu âm thận, thì đây cấu trúc bình thường mình nhìn thấy cái thận trên hình thận cắt dọc. Và về mạch máu, cái mạch máu của thận thì từ rốn thận nó sẽ đi vào, nó ở vòng về vùng xoang thận thì thường thường nó đơn độc như vậy, sau đó là nó đi qua hai cái, nó đi bọc qua nó đi bọc qua chia nhánh này, chia nhánh liên thùy và nhánh trong thùy, thì cái đường đi nó như vậy như một cái cây nó đi như vậy. Và đây trên cái hình ảnh mô tả. Tại sao mình nghĩ coi từng cái cấu trúc sau này thì các máy siêu âm bây giờ nó rất là mạnh, thường là có siêu âm màu kèm theo, cho nên ngoài cái khám bình thường thì mình có thể kiểm tra siêu âm màu để coi một số khuyết màu và mình định vị cái này phải là tổn thương hay là cái này nó chỉ là những bất thường thôi. Thì nhớ cái cấu trúc của mạch máu, thậm chí là sau này còn đo những cái phổ của động mạch của cái thận nữa, xem có khả năng của hẹp động mạch thận hay không. Để hẹp thì các cái dòng sẽ thay đổi, để đi sâu hơn nữa thì nó sẽ khảo sát về cái mạch máu của thận. Thì chắc là sẽ có một bài về khảo sát về máu thận. Đó, về cấu trúc sâu hơn về thận thì mình sẽ thấy là cái mạch máu nó sẽ đi như vậy, nó vào giữa cái cột thận và cái tủy thận. Thì mạch máu đi vậy, cái mạch máu nó không đi vào cái này và không đi vào cửa này. Tại sao? Tại khi nó đi vào cửa đó thì nhiều khi nó cái u. Thì mình thấy khi mình nhìn thấy đẹp ở mình phân biệt cái này là cái cột, cột protein, cái này là cái